Mr. Đàm mời kiểm toán in sao kê từ thiện CEO phán một câu xanh dờn, mày giấu đầu lòi đuôi. Bà Phương Hằng khẳng định, việc Đàm Vĩnh Hưng mời công ty kiểm toán vào giải trình sao kê 1,4 tỷ là hành động lươn lẹo. Trước ngày 7 tháng 9, bà Phương Hằng tiếp tục lên sóng livestream với chủ đề cuộc chiến pháp lý bắt đầu. Lần này, nữ đại gia đề cập đến vấn đề bị thần y võ Hoàng Yên lừa đảo nhiều tỷ đồng trong đợt quyên góp bão lũ miền Trung. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà đeo đuổi vụ kiện suốt 6 tháng qua. Không chỉ vấn đề tài chính, việc ông Võ Hoàng Yên và một số nhân vật nổi tiếng showbiz đã làm mất đi niềm tin, sức khỏe của người dân Việt Nam. Trở lại drama với Đàm Vĩnh Hưng, vợ ông Dũng lỏ vôi gây gắt đáp trả nam ca sĩ sau lời tuyên bố khởi kiện và mời một đơn vị kiểm toán làm rõ số tiền quyên góp từ thiện trước đó. Tuy nhiên, bà Phương Hằng lại cho rằng đây là biểu hiện của sự lươn lẹo, bởi con số 1,4 tỷ không quá lớn để mời bên thứ ba vào cuộc. Thậm chí, Nữ đại gia U50 còn đặt giả thuyết về co số thực mà ông Hoàng Nhạc Việt nhận được từ mạnh thường quân. Bà Phương Hằng nói, Đàm Vĩnh Hưng nói là sẽ thưa tôi ra tòa và câu chuyện này sẽ nhờ bên kiểm toán vào. Nhưng kính thưa quý vị, theo như lời thằng Đàm nói là nó quyên góp được 1,4 tỷ. Thật sự ra nếu một tỷ 4 cần gì tới kiểm toán, mày giấu đầu lòi đuôi. Đúng không quý vị, 90 mấy tỷ chứ làm sao 1 tỷ mấy. 1 tỷ mấy làm cần phải chờ kiểm toán. Xin lỗi quý vị. Nếu Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi 1 tỷ 4 thì 50 tỷ nó hút tôi rồi và nó thảy vào mặt tôi cái sao kê một tỷ bốn 1 tỷ 4 đó. 1,4 tỷ đó là mấy tờ giấy quý vị mà nó nói rằng nó chờ kiểm toán. Vậy thì quý vị hiểu rằng là nó là cái thằng khôn lỏi và rất lẻo mép. Nó qua mặt ai chứ làm sao qua mặt bà hàng này. Vì nó chẳng chịt như thế nào mới cần kiểm toán vào. Nếu mà kêu tôi sao kê 1,4 tỷ, nói thật quý vị một nốt nhạc tôi có ngay và luôn. Thành ra lòng vòng ở đây là gì? Giấu đầu lòi đuôi. 50 tỷ hay 1,4 tỷ, quý vị thấy một con số quá tranh lệch mà giờ này nó lẻo lự. Nó nói rằng đưa qua cuộc chiến pháp lý, bây giờ thì tụi mày không còn cơ hội nữa. Và tất cả chúng ta phải cùng chơi một cuộc chiến pháp lý, để mà chúng ta phóng sát hết những con người ăn trên mồ hôi công sức, bán đứng niềm tin. Cho nên khi đàm Vĩnh Hưng có dễ dụa, lươn lẹo, lẻo mép để cứu cánh, để nói những điều đó. Đối với tôi không có giá trị pháp lý, bởi vì tôi không có đủ quyền lực trong tay. Nếu tôi có quyền lực trong tay thì một nốt nhạc là xong hết cái đám này rồi. Trước đó vào ngày 24 tháng 8, Chi mở bất ngờ tố Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn 96 tỷ nhưng chỉ chi 1,8 tỷ ủng hộ các học sinh nghèo. Thậm chí bà còn nắm trong tay 1,9 kg sao kê từ tài khoản của anh làm bằng chứng. Đặc biệt, bà chủ khu du lịch Đại Nam còn đưa ra lời thách thức nếu giọng ca lâu đài tình ái dám sao kê trước công chúng thì mình sẽ mất số tiền 50 tỷ. Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng chính thức ra mặt. Anh quay một video dài hơn 8 phút để giải thích về số tiền 96 tỷ. Cụ thể, Mr. Đàm Anh cho biết, "Tôi thấy buồn cười vì sự bịa đặt dựng chuyện trắng trợn này. Tôi không hiểu vì sao họ có thể dựng chuyện một cách không ngượng miệng, không sợ nghiệp báo như thế." Anh cũng nói thêm, "Bản thân cũng ao ước trong tài khoản của mình có một khoản tiền khổng lồ như thế. Với số tiền đó, tôi có thể làm được rất nhiều chuyện, giúp đỡ người nghèo, những người gặp khó khăn, nhưng đó chỉ là giấc mơ mà khi tỉnh dậy" mọi thứ lại trở về thực tại là chẳng có bất cứ điều gì. Cuối cùng, nam ca sĩ chấp nhận lời thách thức của nữ streamer 50 tuổi sau kê tài khoản. Nếu không đúng số tiền 96 tỷ sẽ lấy một viên kim cương to nhất của nữ streamer 50 tuổi. Sau đó, nam ca sĩ nhắn nhủ tới mọi người. Tôi cũng không cần phải nói nhiều vì mọi chuyện sẽ sáng tỏ từ ván cực này. Tôi hiên ngang ở đây để chờ đợi kết quả và lấy lại danh dự của mình. Tôi sẵn sàng đánh cực dù không ai đủ tư cách yêu cầu tôi làm chuyện đó, anh nói. Trên trang cá nhân sáng ngày 6 tháng 9, ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đăng lời nhắn nhủ đến người hâm mộ và các mạnh thường quân từng gửi gắm tiền từ thiện qua anh. Hiện tại, Hưng đang thực hiện các thủ tục tố cáo hành vi vu khống và xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm. Danh dự cũng như uy tín của Hưng mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm trong suốt thời gian qua đến cơ quan điều tra có thẩm quyền nên tạm thời, phía Hưng xin phép được bảo mật mọi thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc điều tra. Nam ca sĩ cũng hứa rằng sau khi vụ kiện kết thúc, anh sẽ mời một công ty kiểm toán vào kiểm kê minh bạch số tiền từ thiện để cho các mạnh thường quân người hâm mộ nắm bắt được sự thật của câu chuyện hương xin ca lỗi đành phải thất hứa với các anh chị hảo tâm đã từng dặn hương là không được công bố tên và số tiền anh chị đóng góp nha hương anh chị hỗ trợ em âm thầm thôi và cả những fan rất nghèo chỉ có vài chục ngàn đồng cũng đã từng nhắn với hương xin đừng nêu tên em nha không đáng gì chỉ là tấm lòng của em thôi anh nhớ đấy đừng nhắc gì nhé Xin mọi người hãy hiểu và cảm thông để cho phép Hưng công khai với các cơ quan chức năng về tất cả, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ. Bộ Công an nắm thông tin về lùm xùm nghệ sĩ kêu gọi hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện. Tránh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô cho biết đến nay chưa nhận được tố cáo về hoạt động từ thiện xôn xao trên mạng thời gian qua, nhưng cơ quan công an vẫn chủ động nắm thông tin để đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Ngày 6 tháng 9, bên lề cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến lùm xùm kêu gọi quyên góp từ thiện của giới nghệ sĩ thời gian qua. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định, khi có thông tin tố cáo về việc thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện, cơ quan công an sẽ vào cuộc. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn. Sự cố nghiêm trọng hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được pháp luật quy định cụ thể tại Nghị định 64 ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính ban hành. Tránh văn phòng Bộ Công an cũng nêu rõ các quy định hiện hành đều yêu cầu việc vận động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng tiền, hàng đóng góp phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, công khai, pháp luật nghiêm cấm sử dụng hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi, nghiêm cấm gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền, hàng do các cá nhân, tổ chức quyên góp. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nếu như vậy, khi cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan công an nhận được các chứng cứ, tài liệu như tôi nói ở trên thì chắc chắn là sẽ vào cuộc. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh và cho biết thêm hiện nay các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được tố cáo. Trung tướng Tô Ân Sô cho rằng trong thời điểm hiện nay, dư luận đang quan tâm đến vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện, nếu ai có chứng cứ. Tài liệu gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì cơ quan công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định. Đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh khi chưa có thông tin tố cáo, cơ quan công an vẫn sẽ chủ động nắm thông tin để đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Nếu việc đó có dấu hiệu gây bất ổn xã hội thì chúng tôi sẽ xử lý tránh văn phòng Bộ Công an khẳng định. Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng cho biết đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế nghị định số 64 trên 2008 trên NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ, thậm chí một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng bằng tài khoản cá nhân, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi giải ngân số tiền lớn này. Trong khi đó, các quy định quản lý về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền từ thiện vẫn còn những khoảng trống. Trước đó vào tháng 5 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh cũng thừa nhận chậm giải ngân số tiền hơn 14 tỷ đồng mà trước đó đã kêu gọi để hỗ trợ người dân miền Trung. Hoài Linh đứng ra kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện từ thời điểm năm 2020, nhưng đến tháng 5 năm 2021, sau một số lùm xùm trên mạng, nghệ sĩ Hoài Linh đã thừa nhận chưa giải ngân số tiền này. Sau đó không lâu, nghệ sĩ Hoài Linh cùng ekip của mình đã giải ngân cấp tốc số tiền này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.